Dạ vâng, em xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây đang có mặt tại Phú Thọ, trên mảnh đất Phú Thọ, và đang có mặt tại nhà vườn của bạn Mạnh DTM. Chào Mạnh nhá. Em chào anh Thọ nhá. Ok. Em Mạnh ơi, hôm nay lần đầu tiên kênh Yêu Cây được giao lưu, em có thể giới thiệu để anh em làm quen với em không? Vâng, em là Mạnh DTM, em ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Thanh Sơn, Phú Thọ à? Dạ, ok. Anh nghe nói là em có mấy vườn đúng không? Em có 3 cái vườn. 3 vườn à? Dạ. Vườn này là số 2 à? Vườn này vườn thứ 2 của anh. Dạ. Quý vị ơi, đấy, Mạnh thường chuyên về cái dòng gì? Em chủ yếu là ruối anh ạ. Ruối còn à? Các dòng thì em mỗi thứ tí. Mỗi thứ tí để dạ. Chơi, còn ruối là chủ đạo đúng không? Dạ vâng, ruối em chủ đạo. Đấy. Và anh theo dõi em ở trên cộng đồng cũng biết là em có rất nhiều cái cây ruối quý khủng, anh xin phép được review. Dạ vâng, em mời anh. Mời anh. Dạ. Đây quý vị ơi, chúng ta bắt đầu xem cái tác phẩm ngay đầu vào đây. Mà như cây này thì em sở hữu lâu chưa em? Cái này em mua khai thác về năm nay là năm thứ hai. Năm thứ hai à? Dạ. Nói chung là ruối thì cái quy trình mà dâm ủ thì nó hơi tốn thời gian hơn so với cái dòng khác. Dạ. Anh tưởng ruối nó khỏe chứ nhỉ? Nó khỏe nhưng mà thường những cái phôi mình khai thác đa phần một số mình cắt ngắn, cắt nó ít dễ anh. Có những cây thậm chí nó là cái thủ hoặc là cái dễ, cái mẩu dễ. Em ơi, em cho anh hỏi này, cái đá này là nó là đá tự nhiên anh, đá anh tự nhiên anh nguyên thủ từ trước đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy. Những cái này thì chắc chắn là phải tự nhiên rồi, chứ nếu mà mình mà tạo tác thì chắc lâu lắm. Đúng rồi. Nó không đành nặng như này đúng không? Em nghĩ là không làm làm để mà nó đẹp như tự nhiên thì khó. Đây quý vị ơi, thấy cái những cái vị trí nhà đá thích không? Đấy. Chơi chuối thì em thấy nó có một cái hay là nó rất là đa dạng ở các dáng thế, các kiểu. Các kiểu dạng. Dạ. Đây này. Mà những cái vị trí nó chạy biệt này chỉ có thiên nhiên mới, mẹ thiên nhiên tạo được chứ nhỉ? Dạ, dạ anh, dạ. À, anh chưa thấy nghệ nhân nào tạo được cái này. Đúng ạ. Đây. Này. Đá biệt này, đá ngậm bên trong. Em đây là mặt sau quý vị nhé. Được giao lưu. Em ơi, hôm nay anh lần đầu tiên lên vườn, anh làm phép anh hỏi là bay anh em muốn giao lưu, có giao lưu. Cái này là em cũng nói chân thành với anh Thọ là làm cây đến tầm này thì cũng vừa làm vừa giao lưu vừa bán. Dạ. Cây đẹp quá nhỉ. Cây này chắc là cây tương lai của em đúng không? Nói chung cũng là một trong những cây đẹp, đẹp, dạ. Bởi vì để mà nó ngậm đá tự nhiên như này thì anh nghĩ là hiếm. Anh cầm máy quay rất nhiều, ít gặp những cái khôi như này. Ok, chúng ta sang dạ. Đến đây là một cây. Cây này thì dáng gì mà anh? Nó cũng cây dáng trực. Dáng trực đúng không? Đây kiểu trực dáng như là trực mẫu tử. Phụ tử, mẫu tử. Dạ, tử. Dạ, dạ. Anh em nhà em đang trời rất là nắng nhưng mà ngắm cây vẫn thấy phê, phải ra phải view ngay để quý vị và các bạn ngắm. Mà anh em chơi chuối nhiều thì em cho anh hỏi là những cái phôi này mình có thể xác định được cái khoảng niên đại như là cái tuổi đó. Thật ra thì nói về chuối thì nó là một những cây nó rất là nhiều năm tuổi. Thường là những cái cây này là những cây có này thể nó trên 100 năm chứ. Nó phải hàng trăm năm tuổi. Nó phải hàng trăm năm ở ngoài thiên nhiên đúng không? Đúng rồi. Đẹp như này. Chuối là cây không tuổi. Thành ra nhiều cây rất khó xác định cái tuổi. Đây. Anh thấy tác phẩm này của em trông như cái trưởng thành ấy. Hơi rậm rạp, hơi khó nhìn anh nhỉ? Không, cái cây này của em rõ đấy. Dạ. Nhạc là biết là anh ơi, em hỏi thì cây anh vừa đăng trên hội 20 phút đấy, cây gì nhỉ?
Cây này em làm được mấy năm mà nó anh thấy bông tán nó cũng cây này êm êm rồi nhỉ? Em xây dựng cũng được 4 năm từ lúc khai thác rồi. Ừ. Như cây này khoảng được như này gọi được 75% chưa? Chưa. Chưa được. Cũng còn phải xây dựng thêm. Mạnh anh, trong quá trình em làm bông tán anh thấy có rất nhiều cái cây mà của em đã thành phẩm nhé. Em có thể nhận xét rằng cái làm bông tán giữa ruối với xanh thì làm cái nào nó thật ra em nghĩ mỗi một loại nó cũng có những cái dễ và cái khó riêng của nó. Nhưng khi mà làm cái ruối này làm bông khó. Ruối thì làm bông tán thì em nghĩ là nó dễ hơn xanh. Dễ hơn xanh. Nhưng nếu mà để mà nuôi chuyển nhịp chuyển cốt mà nó mình gọi là nuôi cắt chuyển cắt giật đấy anh. Thì em thấy nó lâu hơn anh ạ. Cái sinh trưởng để mà đạt được cái độ cành lớn em thấy nó lâu. Dạ. Bởi vì những cây này nói thế hàng trăm năm, nếu mà xanh mà 100 năm dưới đất thì nó cũng to lắm. Dạ. Thì chứng tỏ là làm bông của xanh mới si nhanh hơn nhỉ. Đúng rồi. Đúng không? Còn nếu mà mình mà nuôi mà không chuyển nhiều thì em nghĩ nó cũng làm bông răm thì nó cũng nhanh thôi. Hôm nay anh đến vườn ruối của em thì có cả cây em làm vài năm rồi. Nhưng có cả cây mới về đúng không? Dạ, có. Đấy. Có. Hàng vườn của em thì đủ. Đủ thể loại luôn. Tức là vườn vẫn ra vào đều nên là nó những cái này là những cái cây này là em mua cây về hay là mua ngọn về đấy? Cái cây em đang ủ này. Ừ. Cái cây này. À. Cái mổ kia. Nó trước đây nó là một cây. Em cắt thành 3 khúc. À, dạ, đây nó là cái gốc của nó này. Ừ. Cái kia là mổ kia là phần giữa, còn cái ngọn của nó bên này anh. Đây, quý vị nhìn đây, cái em có thể bỏ. Cái này là nó trông nó đúng là đây, một em mới cắt ra. Cái này đúng là một cục lu luôn. Đây quý vị ạ. Đang hôm vừa rồi anh không phải bây giờ cái khán giả trên kênh Yêu Cây em ạ. Dạ. Rất là quan tâm đến cái dâm ruối sau khi khai thác. Và đặc biệt là anh em bây giờ ở trên mạng là biết được là anh em có thể dâm được cái ngọn ruối. Em có thể dạ. Chia sẻ một cái kỹ thuật mà khi cái ngọn ruối từ khi về thì mình xử lý nào? Nếu có nói về cái kỹ thuật dâm ngọn thì như em thì nói chung cái này là cái quan điểm và cái cách làm cá nhân của em thôi. Thì thường là những cái ngọn em mua về thì em cắt gọt lại. Đánh keo. Thì thường là em cứ ném vào cái góc nào đấy nó mát, nó dâm mát. Thì em đậy cái ni lông túi bóng em bỏ khoảng tầm tuần chục ngày em mang ra em ủ. Thì cái quá trình đi ủ ấy thường là cái giá thể mình trộn sẵn, ví dụ như là đất này, cát, sơ dừa. Rồi chấu. Bọn em trộn lên, bọn em đặt cái ngọn lên. Lên cái giá thể đó. Tức đây, bọn đây em quây, em bọn dưới, em dạ đúng rồi. Dưới, cái dưới này là cái giá thể đây, đấy đúng không? Bọn em quây, bọn em đổ cát, càng ngập cao càng tốt. Còn cái phần trên này là cát đúng không? Cái quây tròn này này. Vâng ạ. Mình quây mình đổ cát cao lên này. Lúc nào nó khỏe thì mình thổi bỏ cái cát đi thì cái rễ của nó bên dưới là nó ăn đất luôn. Thì mình đỡ phải làm lại cái phần vào đất ở sau này. Đấy đúng rồi, tức là khi quý vị và các bạn khi mà về này là chúng ta sẽ làm một ít cái giá thể để dưới này xong mới đặt cái cây lên. Dạ. Đấy xong là mình quây mình đổ cát. Quây đổ cát vào. Dạ. Đây này quý vị ơi, khi mà ở vườn của bạn Mạnh nhé, là khi mà mình đổ cát vào là gần như ngập ngọn luôn quý vị ạ. Đấy, các cái ngọn ngập luôn. Và cái phần này là phần đổ cát của thân đây đúng không? Vâng ạ. Đấy, còn cái gốc của em là gốc em đặt trực tiếp lên trên cái giá thể mình trộn đấy. Như em cho anh hỏi là em có cái dùng cái thuốc gì không? Nói chung là mình trong quá trình mình ủ, như thường thường em ủ em đổ cát ngập cao như vậy thì thường tầm khoảng 3-4 ngày sau thì em hòa thuốc cái dễ em tưới đó. Em tưới em úp bỏ đó tầm khoảng tuần chục ngày nữa em lại mới tưới lần nữa. Lúc ý là tưới nước rồi. Okay, em. Thì ruối nó thật ra ủ thì vẫn phải trùng ni lông để mình kích mầm nhanh, cái cây nó hồi nhanh hơn. Đây này quý vị ơi, vừa nãy là khả năng của em là cái này cái như cái này là em ủ được bao nhiêu lâu rồi? Cái cục này thì là em ủ đến giờ nó khoảng tầm 2 tháng. 2 tháng rồi. Là 2 tháng. Đây mầm đầy đủ, đây là kết quả quý vị nhé. Kết quả. Phải nói là xin chúc mừng anh em nào đang xem video đến thời điểm này. Đấy, chúng ta sẽ biết được cái kỹ thuật dâm ngọn, dâm cành, dâm thân, dâm
đưa những cái cây mới khai thác về của bạn Mạnh DTM Phú Thọ. Rồi quá. Ở trong trong này còn rộng lắm đúng không Mạnh nhỉ? Đây, đây quý vị ơi. Vâng, anh cứ đi thẳng qua. Đây cái ngọn của nó đấy anh. À đây à? Đúng ạ, cái đây là cái phần ngọn của cái cây mà em cắt thành ba đấy. Từ một ngọn mà ra. Từ một cây thành ba thành ba cây. Cây gì mà nục hục này em nhỉ? Cây này nó là cây tường vi rừng hay còn nhiều nơi gọi cây trầm ổi. Trầm ổi á? Dạ. Trầm ổi. Hàng này thường thường anh em chơi ghép tường vi chơi hoa. Cây hoa đúng không? Đúng rồi. Ok, anh xin cảm ơn Mạnh nhé. Mặc dù anh biết là thời tiết bây giờ đang là khoảng sắp xỉ 40 độ. Vẫn là nhiệt tình giao lưu, chia sẻ với lại những kiến thức cho cộng đồng yêu cây. Anh dạ xin vâng, cảm ơn em. Em cảm ơn anh Thọ nhé. Và chào tất cả anh em khán giả yêu cây. Ok, chúc em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục tạo tác ra nhiều những cái tác phẩm, đặc biệt là những cái tác phẩm dối cho anh em làng cây được chiêm ngưỡng và cũng như là sau này anh em được sở hữu. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.